đang rất là hào hứng bởi vì đây là một cái bộ phim võ thuật mà từ trước đến giờ Kiều Anh cực kỳ thích võ thuật. Lúc trước thì cũng đang có tập võ thuật nhưng mà do thời gian này cũng khá là bận rộn nên là không thể nào có theo được nữa. Cho nên là mỗi khi mà Việt Nam mà có một bộ phim nào đó mà thiên về võ thuật thì Kiều Anh đều rất là thích. Thường thường thì khi mà anh đi event thì mọi người sẽ thấy là một cái hình ảnh của anh nó khá là nhẹ nhàng, nữ tính, giống như là một nàng thơ rồi đó. Nhưng mà ngày hôm nay đến với cái bộ phim này thì anh đặc biệt là không nhờ đến stylist mà mình đi từ mình cần nếu như không có sự xuất hiện của diễn viên Trương Quỳnh Anh thì tôi không thể ký dụng yêu cầu đi được. Xin mời quý anh chị phóng viên đây là bộ đồ mà Quỳnh Anh tự mình style đẹp mà mọi người thấy có ổn không ạ? Cảm ơn anh. Đây là ý đồ của bạn để cho đạo diễn biết là bạn muốn là đóng phim hài đồng hay không? À, không phải, đó là ý đồ bởi vì là anh muốn thể hiện mình là một cô gái vẻ ngoài trông có vẻ là rất là yếu đuối, mỏng manh thôi nhưng mà thực sự mình là một con người mà phải nói là khá là mạnh mẽ và thích những cái gì đó bảo hiểm, càng bảo hiểm mà khi mà mình có thể vượt qua được những cái đó thì mình sẽ càng cảm thấy là hào hứng hơn và mình sẽ tìm được những cái điều mới mẻ cho con người mình. Đúng rồi. Ở đây thì nó hơi kỳ.